Qua gần 3 năm triển khai cuộc vận động làm thay đổi nếp nghĩ cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững, huyện Ngọc Hồi vận động gần 1.500 hộ người dân tộc thiểu số tham gia thực hiện các mô hình phát triển kinh tế xã hội. Các mô hình thực hiện cuộc vận động đã phát huy hiệu quả, tác động tích cực đến nhận thức, nếp nghĩ cách làm của người dân tộc thiểu số trên các lĩnh vực, qua đó giúp hơn 600 hộ nghèo người dân tộc thiểu số có cuộc sống được cải thiện, tạo tiền đề để các hộ không ngừng nỗ lực trong lao động sản xuất, tích lũy tái đầu tư phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững để tiếp tục lan tỏa các mô hình huyện ngọc hồi tập trung huy động sự vào cuộc của hệ thống chính trị đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia nhân rộng các mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi có hiệu quả đồng thời chỉ đạo các ngành chuyên môn quan tâm nghiên cứu tiếp tục định hướng người dân triển khai các mô hình mới thông qua việc triển khai thí điểm đưa các loại cây con có giá trị kinh tế cao phù hợp với thực tế địa phương vào chăn nuôi sản xuất qua đó giúp người dân nhất là các hộ người dân tộc thiểu số từng bước áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất để vươn lên thoát nghèo bền vững